Hơn 3.000 lượt người bệnh được khám và điều trị trong quý 1 năm 2018 là kết quả nổi bật mà Trung tâm Quân dân y Bạch Long Vĩ đã thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe quân và dân huyện đảo. Trong số 3.000 lượt người bệnh được khám và điều trị, chủ yếu là điều trị ngoại trú. Cùng với đó, Trung tâm còn phối hợp với Quân y Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 và Đoàn công tác của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho gần 500 lượt người trên địa bàn huyện đảo Bạch Long Vĩ do ngư trường vịnh bắc bộ là nơi tập trung đông ngư dân khai thác thủy sản nên những ngày gió mùa vừa qua số vụ tai nạn lao động trên biển thường xuyên xảy ra lượng bệnh nhân là ngư dân cấp cứu điều trị tại trung tâm tăng cao công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phòng chống dịch bệnh tiêm chủng mở rộng cũng được trung tâm quân dân y bạch long vĩ tăng cường thực hiện góp phần phát triển y tế biển đảo